Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Phạm Thế Vũ và chào mừng các bạn đã đến với buổi tập của mình. Và đây là buổi tập mình dạy cho học viên của mình nha các bạn, là buổi tập đẩy ha, cho vai và ngực. Ok, thì trước tiên mình sẽ khởi động bằng bài handstand push-ups, còn học viên của mình sẽ khởi động bằng cái bài đẩy vai mà khóa khuỷu tay ha. Đó, thì cái bài này chúng ta sẽ làm cỡ chừng 20 lần đó, còn ai mà khởi động handstand push-ups thì chỉ cần làm cỡ 10 lần thôi. Ok, và đến với bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ làm là pike push-up. Pike push-up các bạn làm từ 15 đến 20 lần. Đó, thì bài này nó sẽ tương tự với bài shoulder press khi mà chúng ta tập gym, tập tạ, đúng không? Đó, thì bài này chỉ là bài đẩy thẳng lên thôi. Đẩy vai, ok, nó sẽ tập trung vô phần vai trước. Rồi, và đến với bài tập tiếp theo sẽ là bài tập cho ngực. Thì chúng ta sẽ tập shoulder taps push-ups, tay này sẽ chạm vai kia. Nói các bạn ráng làm nhanh nhất có thể và nhớ hít đất chuẩn firm. Tay này chạm vai kia xuống sâu lên. Rồi ok. Và bài tập tiếp theo sẽ là bài tập chúng ta hít đất và chúng ta sẽ giơ thẳng tay lên. Đó. Chúng ta giơ thẳng tay lên và mắt nhìn về phía trước nha các bạn. Các bạn cũng có thể làm 12 đến 16 lần. Đó, một hiệp. Và các bạn nhớ là xuống hít và lên thở, xuống hít và lên thở nha. Đó, xuống hít lên thở và nhớ hít cho chuẩn firm. Cũng rất là mệt bạn, tuy giờ đơn giản nhưng rất là mệt. Và tiếp theo sẽ là bài tập chạm gối ha. Tay này thì chạm gối kia, hít xuống, đẩy lên, tay này chạm gối kia. Đó. Các bạn có thể làm 12 lần cho đến 16 hiệp. Cho đến 16 lần. Và có thể làm 3 set nha các bạn. Mỗi bài này chúng ta sẽ làm 3 set, nó sẽ rất là tốt. Rồi ok. Và bài tập tiếp theo chúng ta sẽ chạm gót chân, đúng không? Là heel touch. Rồi ok. Hít lên, tay này chạm gót chân kia, tay này chạm gót chân kia. Đó, nó sẽ rất là tốt nha. Ok. Xuống hít lên thở, cứ như vậy xuống hít vào mũi lên và thở ra bằng miệng. Đó, và đẩy nhiều lên, những bài nó sẽ vào ngực các bạn. Ngực, tay sau và vai. Đó, thì tiếp theo sẽ là bài tập hơi nâng cao hơn, là bài tập clap push up, straight arm clap push up, khi các bạn dỗ tay và sẽ dỗ thẳng tay. Và cuối cùng sẽ là bài tập diamond grip push up hoặc là close grip push up. Các bạn sẽ để tay khép vào và các bạn sẽ hít đất. Các bạn sẽ làm từ 10 đến 15 lần nha các bạn. 10 đến 15 lần, ráng giữ thẳng người, form chuẩn nha. Bài này nó sẽ có tác dụng là vào phần tay sau và cơ ngực trong. Rồi, và tiếp theo sẽ là bài tập wide grip pull up, mà chúng ta rộng ra chúng ta sẽ rộng để nó ăn vào cái phần ngực ngoài của chúng ta. Đó. Xuống hít lên thở, xuống hít lên thở. Các bạn có thể làm từ 15 đến 20 lần cái wide grip này. Đó. 15 đến 20 lần nha bạn. Xuống hít lên thở và sau đó giữ lại. Sau đó giữ lâu hết mức có thể. Rồi, ok. Và đến với bài tập cuối cùng bonus không thể thiếu, chính là chúng ta sẽ làm dips. Dips thì các bạn ráng làm dips là nhiều hết mức có thể nha các bạn. Dips nhiều hết mức có thể. Nhưng mình sẽ làm từ 30 đến 40 cái dips. Đó, rồi cuối buổi tập nó sẽ có tác dụng vào phần ngực dưới cũng như là phần tay sau của chúng ta. Đó. Rồi chúng ta sẽ dip sau khi mà chúng ta hít đất nha. Các bạn dip, các bạn ráng xuống sâu lên và xuống, có thể là xuống chậm đẩy lên nhanh cũng được. Đó, để nó tăng lực đẩy của chúng ta. Lực đẩy của chúng ta nó sẽ phát triển khi mà chúng ta dip nhiều nha mấy bạn. Nó ráng dip 40 lần. Mình thì cũng là cuối buổi rồi, mình sẽ ráng dip thật là nhiều. Sẽ làm 4-5 hiệp. Ok, đó là buổi tập của mình. Cảm ơn các bạn.